xin chào các bạn đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, khi Ngô Hạo và các học viên đang bị bao vây, lúc này, hắn cảm thấy không thể trần trừ lâu được nữa, thế là hắn lao ra, liều mạng với hai lão già của Ma Viêm Cốc. Đúng lúc này, thì xuất hiện một lão già, đang nhẹ nhàng tỏa ra một cỗ khí thế khủng bố. Sự xuất hiện của lão già, đã khiến tình hình hiện tại có chút thay đổi. Bên kia, hai gã cường giả đấu vương Ma Viêm Cốc nhanh chóng lui xuống, sau đó quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính hô, cung nghênh tứ trưởng lão. Lão này tên là Tạ Chấn, thực lực ước tính là lục tinh đấu hoàng, mấy năm nay tiêu môn đối đầu cùng ma viêm cốc có không ít cường giả tiêu môn chịu thiệt trong tay người này lúc này lão quét ánh mắt nhìn xung quanh rồi nói với hai gã cường giả đấu vương đường đường là một đấu vương mà ngay cả một tên tiểu bối cũng không giải quyết được nghe vậy hai gã đấu vương vội vàng nói tứ trưởng lão tên ngô hạo này thực lực sấp xỉ chúng ta không khó để đánh bại hắn nhưng vì để chắc chắn hơn một chút nên vừa rồi chúng ta mới phải mời tứ trưởng lão đến mong rằng trưởng lão thứ lỗi vì đã quấy dày Tạ Chấn hừ lạnh nói, cái gì gọi là không khó, công pháp tu luyện và đố kỹ của Ngô Hạo đều mạnh mẽ hơn so với các ngươi. Hơn nữa, đối với chiêu thức bí mạng, tam lăng nổi danh kia, cho dù hai người các người cùng lên, cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn. Nói rồi, tạ chấn cũng không thèm để ý đến, vẻ mặt xấu hổ của hai người kia, quay qua nhìn đám người ngô hạo nói, mới chừng này tuổi đã có thể đạt tới bước này, quả nhiên là không đơn giản. Thiên phú đệ tử của học viện Già Nam quả thật rất xuất sắc, làm cho kẻ khác phải thèm muốn, nếu không phải phần lớn đệ tử sau khi tốt nghiệp đều sẽ rời đi, thì e rằng thế lực này sẽ làm cho cuộc sống những kẻ trong Hắc Giác vực đều khó có thể an bình, Ngô Hạo căng thẳng trầm giọng nói, Tạ Trấn, dù sao ngươi cũng là một cường giả nổi danh, hôm nay lại không để ý tới thể diện, mà ra tay với một đám tiểu bối. Nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người khác giễu cợt đấy, Tạ Trấn lắc lắc đầu khinh thường, tiểu tử, nơi này chính là Hắc Giác vực đấy, ở trong này người thắng mới có quyền lên tiếng, cái gì mà tiểu bối với lão bối. Ở đây không có loại khái niệm này, các ngươi hôm nay là tình nguyện chịu trói hay là vẫn tiếp tục ngoan cố chống lại?" Ngô Hạo trầm giọng đáp, học viện Già Nam sẽ không có loại người đầu hàng. Ánh mắt tạ trấn dần lạnh lẽo, lão gần giọng quát, "Người của học viện Già Nam các ngươi, quả nhiên thật cứng đầu, nói rồi." Hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình hạ xuống cách đám người Ngô Hạo không xa, lão chậm rãi tiến đến trước mặt Ngô Hạo, nghe nói huyết kiếm Ngô Hạo chiến đấu bất chấp cả tính mạng, hôm nay lão phu phải thử một chút xem, trình độ của ngươi đến đâu?" Nói xong, lão liền ra lệnh cho người của Ma Viêm Cốc, chặn cốc khẩu lại, không được để ai chạy thoát, thấy Tạ Trấn có ý định đuổi cùng giết tận, Ngô Hạo giận dữ, hắn đạp mạnh xuống đất, nhanh như chớp lao về phía trước, huyết kiếm trong tay, nhắm thẳng đến vị trí trái tim đối phương, thấy vậy Tạ Trấn nhếch miệng cười, lão bình tĩnh đợi đến khi huyết kiếm của Ngô Hạo chỉ còn cách vài thước, thì liền vung tay ra kẹp chặt lại, khiến nó đột nhiên cứng lại, Ngô Hạo liền biến sắc, phải dồn hết lực để xuất huyết kiếm ra, nhưng nó vẫn không tài nào nhúc nhích, lão đột nhiên búng tay một cái đạn khí từ các đầu ngón tay mạnh mẽ bắn ra, khiến thân hình Ngô Hạo bị bắn về phía sau, bàn tay nắm huyết sắc trọng kiếm không ngừng run lên, một tia máu tươi men theo huyết kiếm chảy xuống, thấy Ngô Hạo bị thương, đám đệ tử đằng sau vội vàng kêu lên, Ngô trưởng lão, Tiêu Ngọc lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngô Hạo cắn chặt răng đứng lên nói, không có gì đâu, rồi hắn nhìn chằm chằm vào tạ trấn, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt đột nhiên biến thành huyết sắc, Ngô Hạo phun ra một ngụm máu tươi đỏ, thấm hóa thành một tầng huyết vụ bao quanh hắn, trên thân thể Ngô Hạo cũng đột nhiên tuôn ra huyết mang màu đỏ hắn hóa thành huyết ảnh nhanh như chớp lao về phía tạ trấn sung huyết sắc đấu khí trong tay chém mạnh xuống đầu tạ trấn cảm nhận được đầu khí của ngô hạo tăng lên rất nhiều tạ trấn cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng lão liền phục hồi trạng thái tay lão xòe ra một cỗ đấu khí màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay rồi đột nhiên bắn ra xa bàn tay lão hóa thành một đạo tàn ảnh đánh liên tiếp vào huyết kiếm chỉ trong nháy mắt huyết sắc đấu khí trên thân kiếm đã bị đánh cho sơ xác tạ trấn dùng tay bắt lấy huyết kiếm khiến nó rời khỏi tay ngô hạo Bắn vào vách núi, rồi lão dùng tay vẽ một đạo hàn, quỷ dị, trực tiếp đập lên lồng ngực Ngô Hạo, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ngược lại hơn 10 thước, lão cười nói với hắn, cho ngươi biết thế nào là thực lực của một đấu hoàng, tạ trấn bước đến chỗ Ngô Hạo đang nằm dãy ruộng trên mặt đất, lão bình thản nói, tiểu tử, nếu cho ngươi tu luyện thêm vài năm nữa, khả năng lúc đó ngươi đã có thể liều mạng cùng lão phu, nhưng mà thật đáng tiếc, thiên tài luôn bị trời hại. Tiếp đó lão liền triệu hồi huyết kiếm của Ngô Hạo về tay mình lạnh lùng nói chết dưới vũ khí của mình không biết đối với người mà nói có phải là một loại sỉ nhục hay không sau đó không đợi ngô hạo trả lời lão liền cầm huyết kiếm trong tay nhắm thẳng đầu ngô hạo mà đâm tới thấy huyết kiếm đang tiến về phía mình ngày càng gần ngô hạo chỉ biết nhắm mắt chờ chết tuy nhiên đúng lúc này một tiếng xe gió phía chân trời vang lên một bóng đen xịt nhanh qua đánh mạnh vào thân huyết kiếm khiến nó bị văng ra cắm chặt vào mặt đất ngô hạo chậm rãi mở mắt ra bóng người trước mặt bỗng khiến hắn kích động la lên tiêu viêm là ngươi lúc này tạ trấn cũng lùi về sau mấy bước để đánh giá tình hình hắn trầm giọng không biết vị bằng hữu nào đã ra tay việc này là ân oán giữa ma viêm cốc ta với già nam học viện không can hệ tới người khác tiêu viêm không thèm quan tâm đến lời tạ trấn hắn buông lời trêu chọc ngô hạo ha ha ngô hạo đã lâu không gặp không nghĩ tới vừa thấy mặt đã nhìn thấy ngươi chật vật như vậy xem ra ngươi cũng khá đấy đã đạt đến cảnh giới đấu vương rồi ngô hạo khó khăn đứng dậy trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần rồi lạo nhẹ vết máu trên miệng, hắn đấm vào ngực Tiêu Viêm một cái rồi cười nói, cái tên sao hỏa này, người đã mất tích suốt 2 năm rồi đấy. Tiêu Viêm mỉm cười, đưa một viên thuốc cho Ngô Hạo, vỗ nhẹ vai hắn mỉm cười, ăn đi, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nơi này cứ sao cho ta, dám động tới học viện Già Nam, nhất là bàn môn ta, thì một tên cũng không tha. Tạ Chấn ở cách đó không xa lạnh lùng cười đáp, khẩu khí lớn thật đó, tại hắc sắc vực này, những tên tiểu tử như ngươi, không có cửa nói chuyện cùng lão phu đâu tiêu viêm không quan tâm đến những lời của tạ trấn hắn cầm huyền trọng xích trong tay chậm rãi đi về phía tạ trấn bị một tên trẻ tuổi xem thường như vậy tạ trấn giận dữ quát xem ra giải nam học viện vẫn còn vài tên ngông cuồng quá nhỉ tiếp đó đấu khí băng hàn trong người lão bạo phát ra hàn khí bao phủ trên các đầu ngón tay tạ trấn hét lên lao về phía tiêu viêm tiểu tử lão phu hôm nay sẽ cho người biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền coi quần hùng thiên hạ không ra gì thấy vậy tiêu viêm liền nghiêng người sang một bên dễ dàng né được móng vuốt mang theo kình phong của tạ trấn tạ trấn hết sức kinh ngạc khi thấy tiêu viêm lại có thể né được một cách nhẹ nhàng đến như vậy tuy nhiên lão liền ổn định tinh thần tiếp tục đánh về phía tiêu viêm một lần nữa miệng tiêu viêm khẽ nhách lên hán khẽ nắm chặt tay rồi đột nhiên đánh ra đối kháng cùng với đòn tấn công của tạ trấn lúc quyền chảo va chạm vào nhau nắm tay tiêu viêm đột nhiên mở ra một vụ ám kình nóng cháy đột nhiên từ lòng bàn tay phát ra khiến tạ trấn bị đánh lui về sau vài chục bước lão kinh hãi quá to ngươi che giấu thực lực sao thấy tiêu viêm đã chiếm được thế thượng phong các đệ tử của học viện đều như vỡ hòa ngô hạo cười khẽ thầm nói thực lực tên này so với hai năm trước lại càng mạnh mẽ thêm rồi trái ngược với sự phấn khích của đám người ngô hạo bên phía ma viên cốc sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi trong lúc này hắn chợt quỷ dị biến mất rồi trong chớp mắt liền xuất hiện ngay sau lưng tạ trấn nắm đấm mang theo kình phong nóng cháy mạnh mẽ đánh xuống lưng lão tuy nhiên tạ trấn cũng không vừa Lão rất nhanh đánh ra phía sau một quyền, hai nắm đấm nhanh chóng chạm vào nhau, trên mặt Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh, một ngọn hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, Tạ Trấn liền sâu sắc, xương cổ tay lão phát ra tiếng răng rắc, Tạ Trấn không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão cũng bị đánh bay ra thật xa, pha vào một tảng đá lớn, bị đánh một cú chí mạng như vậy, Tạ Trấn kinh hãi khàn giọng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Viêm bình thản nhả ra mấy chữ, "Tiêu Viêm, Tiêu Môn", Tạ Trấn nghe những lời này, cảm thấy như sét đánh ngang tai, lão còn nhớ rõ người sáng lập ra tiêu môn năm đó là một cường giả trẻ tuổi danh tiếng lừng lẫy ở vực hắc giác vực mà ma viêm cốc bọn chúng đã thu nạp không ít cường giả bị thanh niên trước mặt này đuổi giết vậy nên đối với người này tạ trấn khó mà quên được lão ngạc nhiên khi thấy tiêu viêm lại quay về vực hắc giác, tin tức này nếu truyền về ma viêm cốc chỉ sợ sẽ gây ra chấn động lớn đây sẽ là một áp lực không nhỏ đối với nơi này năm đó một cường giả như hàn phong mà cũng bị tiêu viêm giết chết hiện giờ đã hai năm trôi qua thực lực của hắn tất nhiên là càng tăng mạnh chỉ sợ một mình tạ trấn lão khó mà ngăn cản được hắn nghĩ vậy tạ trấn lão liền có ý định tháo chạy lão âm thầm quan sát xung quanh rồi đạp mạnh vào phiến đá phía sau hóa thành một đạo ảnh bắn mạnh tới chỗ đám người tiêu ngọc mọi người hết sức bất ngờ vì hành động của tạ trấn nhưng ngay lúc đó tiêu viêm đã chán trước đám người tiêu ngọc dùng trọng thức trong tay đánh thẳng xuống lão kinh hoàng tạ trấn lập tức quay đầu lại nhanh chóng lao về phía cốc khẩu rồi hét lên với đám người ma viên cốc ra tay giết toàn bộ cho ta nghe được tiếng quát chói tai của tạ trấn hai gã đấu vương cường giả mang theo đám người loạt xông tới đám người tiêu viêm thân thể tiêu viêm chợt run lên dưới chân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ đột nhiên hắn liền biến mất thế nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện ngay trước mặt hai tên đấu vương kia cả hai gã hết sức bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã dùng trường kiếm đâm thẳng tới tiêu viêm lạnh lùng nhìn hai gã hắn xoay trọng thức một vòng rồi chém lên trường kiếm ngay lập tức trường kiếm liền bị chém làm đôi một cỗ kình lực theo chuôi kiếm chuyển vào trong cơ thể tên đấu vương kia khiến máu tươi của hắn phun ra tên đấu vương ma viên cốc trực tiếp bị đánh bay gã đấu vương còn lại thấy đồng đội mình đã bỏ mạng chỉ sau một chiêu liền sợ hãi tính bỏ chạy tuy nhiên chưa kịp chạy trốn thì một luồng hỏa diễm xanh biếc bắn tới khiến cả người hắn bị bốc cháy trong hỏa diễm một lúc sau thi thể của tên đấu vương kia bị cháy thành than rơi xuống ngay trước mặt những tên của ma viêm cốc bọn chúng nuốt nước bọt liếc nhìn tiêu viêm rồi không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn thế nhưng hỏa diễm của tiêu viêm đã không tha cho bọn chúng một đoàn hỏa diễm vô hình di động hiện ra nhanh chóng khuếch tán đến chỗ đám người khiến bọn chúng bốc cháy thành đống cho tàn rồi hắn nắm lấy huyền trọng thước rồi đi về phía đám người ngô hạo tiêu ngọc tiếc núi nói để tên kia chạy mất rồi tiêu viêm cười nói hắn chạy không thoát đâu. Lúc này Tử Nhiên cùng với Mạch Địch và Mạch Lăng từ trên sơn cốc nhảy xuống, hỏi thăm Ngô Hạo, thấy sự xuất hiện của Tử Nhiên, Ngô Hạo cười nói, không ngờ ngươi lại có thể dẫn cả nàng về. Đại trưởng lão thường xuyên nhắc tới nàng lắm đấy, nghe vậy Tử Nhiên bĩu môi nói, lão già kia không có việc gì lại nhắc tới ta sao? Chắc lại muốn ta đi làm cu li, tìm dược liệu cho hắn chứ gì? Rồi hắn nhìn Tiêu Viêm, không nhịn được tò mò hỏi, thực lực hiện giờ của ngươi hẳn là đã đạt đến cấp đấu hoàng rồi phải không? Thấy Tiêu Viêm khẽ gật đầu xác nhận, đám đệ tử của học viện Già Nam đều bị chấn động, trong lúc mọi người đang nói chuyện, chợt có một bóng người rơi xuống, khiến mọi người hơi kinh hãi, hóa ra là Tạ Chấn, nhưng lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn vô lực, khuôn mặt tím ngắt như bị trúng độc vậy. Lúc này một thiếu nữ áo trắng từ trên không hạ xuống, dịu dàng cười với Tiêu Viêm một cái, nhẹ nhàng nói, "Thật có lỗi, vốn muốn bắt sống, nhưng không ngờ tên này, khả năng kháng độc yếu như vậy, mới đó đã chết rồi." Những lời nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại tràn ngập sát khí. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi nhíu mày nhìn đám người Ngô Hạo, trầm ngâm nói, "Rốt cuộc Ma Viêm Cốc là thế lực nào vậy?" Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Nét cười trên khuôn mặt của Ngô Hạo cũng chậm rãi thu liễm, rồi mới trả lời, "Ma Viêm Cốc này cũng là bá chủ một phương, trong Hắc Sắc vực chúng đã tồn tại lâu đời, thực lực trong cốc cũng rất mạnh mẽ, thêm nữa, bọn chúng đối với Già Nam Học viện cũng không có ân oán sâu đậm gì, nhưng mà chỉ vì Tiêu Môn, nên trong vòng 2 năm nay mới tạo thành thế nước lửa, Tiêu Viêm chột dạ, tại sao lại như vậy, vì sao việc này lại có quan hệ với Tiêu Môn?" Ngô Hạo thở dài, bất đắc dĩ nói, chủ yếu là vì tiêu môn phát triển quá nhanh hiện giờ trong hắc sắc vực danh tiếng của tiêu môn cũng cực lớn trong thời gian khoách trương thế lực xung đột là điều không thể tránh khỏi cho nên vì một ít sự tình mức độ tranh chấp giữa tiêu môn và hắc sắc vực càng ngày càng tăng không còn cách nào khác tự nhiên sẽ dẫn đến đại chiến khi thời điểm tranh đấu bắt đầu ma viêm cốc lại thể hiện ra thực lực cường hãn của một thế lực lâu đời trong những lần giao chiến tiêu môn liên tiếp bại lui cuối cùng phải đến khi học viện già nam xuất hiện trợ giúp đẩy lùi thế công của ma viêm cốc đánh chết nhiều cường giả của đối phương cũng vì thế làm cho Ma Viêm Cốc và Giả Nam Học viện kết thành thủ oán sâu sắc, thủ đoạn của Ma Viêm Cốc này cực kỳ đê tiện, cứ thế ra tay, đối với những học viên của học viện ra ngoài lịch lãm, trong vòng 2 năm nay, không ít đệ tử đã chết trong tay bọn chúng, mà hành động này của bọn chúng đã hoàn toàn làm cho học viện Giả Nam phẫn nộ, nguyên nhân chính là nếu không có đại nạn của Tiêu Môn, học viện chắc gì đã ra tay, bây giờ, cứ mỗi khi Giả Nam và Ma Viêm Cốc đại chiến, cường giả song phương gặp nhau, đều không chết không thôi, Ngô Hạo nói đến chỗ này, cơ hồ đã nghiến răng, hiển nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ đối với thủ đoạn đê tiện lạm sát người vô tội của ma viêm cốc ngô hạo nói tiếp không lâu sau khi song phương khai chiến ma viêm cốc lại mời chào những cường giả đã từng theo hàn phong kích động bọn họ đối phó với học viện thực lực của ma viêm cốc này lại không hề yếu dù là học viện giả nam cũng rất khó hoàn toàn diệt trừ vì thế hai bên lâm vào thấy rằng co kể từ đó mỗi lần đệ tử ra ngoài lịch lãm học viện đều phải phái cường giả đi theo để bảo hộ lần này do không cẩn thận để lộ phong thanh nên bị đối phương nắm được tung tích nếu ngươi không kịp thời phát hiện ra thì đám người chúng ta lần này sẽ không có kết cục tốt, Điều Viêm trầm ngâm hỏi, so về nội tình ma viêm cốc kia, cho dù có mạnh thế nào, cũng không thể bằng học viện Già Nam chứ, học viện Già Nam, dù thể hiện với bên ngoài chỉ có một cường giả đấu tông, là đại trưởng lão Tô Thiên, nhưng bên trong học viện, tất nhiên vẫn còn ẩn giấu những lực lượng đáng sợ, như hai lão nhân thủ hộ Tàng Kinh Các, trong sơn cốc chẳng hạn, Ngô Hạo cười khổ nói, những thủ hộ giả này, trừ khi đến thời điểm sinh tử, của học viện mới xuất hiện, còn lại sẽ không ra tay, như lúc trước, ngay cả lần nguy cấp, Hàn Phong liên thủ nhiều cường giả tập kích học viện đó, một người họ cũng không chịu ra mặt đấy thôi. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hết cách gật gật đầu, những lão già này, mạnh thì rất mạnh, nhưng đều là những người cổ hủ, chỉ biết tuân thủ cổ quy. Tiêu Viêm lại hỏi, "Ma Viêm cốc kia cũng có cường giả đấu tông à?" Tô Thiên đại trưởng lão, là một đấu tông hàng thật giá thật, nếu lão ra tay thì vẫn có thể giải quyết toàn bộ Ma Viêm cốc. Ngô Hạo trọng giọng đáp, "Ừ, cốc chủ Ma Viêm cốc cũng là một đấu tông, như mà lão lại bế quan nhiều năm rồi, rất ít khi xuất hiện trong hắc sắc vực người bình thường cũng không biết nhiều về lão trong hắc sắc vực cường giả chân chính đối với việc bài danh trong hắc bản cũng không có chút hứng thú nào cho nên người cũng đừng nghĩ thứ này có thể đánh giá được thực lực tổng thể của hắc sắc vực những nơi hỗn loạn đã tồn tại cùng già nam học viện một thời gian đáng kể như vậy đều là những nơi tàng long ngọ hổ tiêu viêm kẽ gật đầu ngô hạo lại nói lần này ngươi trở về là muốn làm gì tiêu viêm vút vút mũi cười có một số việc cần phải gặp đại trưởng lão hơn nữa cũng là vì vẫn lạc tâm viên trong thiên phần luyện khí tháp hẳn là đã dùng gần cạn kiệt rồi chứ nhỉ? Tiêu Ngọc trợn mắt liếc xéo Tiêu Viêm, "Tên Vô Lương Tâm, ngươi vẫn còn nhớ được chuyện này à? Tâm Viêm đã khô kiệt từ nửa năm trước rồi, nếu không vì Ma Viêm cốc phục kích, không thể đi ra, chỉ sợ đại trưởng lão đã sớm chạy đến gia mã đế quốc, bắt người trở về đó." Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi có một chút xấu hổ, Ngộ Hạo cười cười nhanh chóng chuyển đề tài, "Ngươi trở lại tìm đại trưởng lão, vậy bây giờ theo chúng ta trở về học viện đi." Tiêu Viêm hơi chần chờ lắc đầu, "Hắc Hoàng thành sắp tổ chức một đại hội đấu giá, ta cũng muốn đến xem xem như thế nào, lần này xuất môn, ta định thu thập vài tài liệu luyện đan." có lẽ Tô Thiên trưởng lão cũng sẽ đến đó. Ngô Hạo trượt ngẩn người nói, đấu giá đại hội ở Hắc Hoàng Thành, à, ta đã từng nghe đấu giá hội này, có quy mô lớn nhất ở Hắc Giác vực, vài năm mới diễn ra một lần, nếu vậy ta cũng không cản trở ngươi nữa, nhưng mà ngươi đi Hắc Hoàng Thành phải cẩn trọng, hiện giờ, nơi đó đã hội tụ hơn nửa các thế lực và cường giả của Hắc Giác vực, theo ta được biết, Ma Viêm Cốc kia cũng sẽ đến tham gia, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu cười nói, yên tâm, ta thật sự cũng muốn gặp Ma Viêm Cốc kia, chống mắt nhìn xem, cái thế lực có thể chống lại học viện Già Nam, đến tột cùng là mạnh cỡ nào rồi tiêu viêm hướng về ngô hạo và tiêu ngọc nói đi thôi ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn khi đấu giá đại hội ở hắc hoàng thành chấm dứt ta sẽ trở về học viện sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi cốc sau khi tiêu viêm mang đám người ngô hạo bố trí thật an toàn rồi mới chia tay hướng về phía hắc hoàng thành khi vừa đến cổng thành đột nhiên một chàng cười to chói tai xen lẫn những câu nói rất tục tĩu chuyển đến ba người tiêu viêm nhìn xem con đàn bà này nhìn thật ôn nhu như nước đã lâu rồi không phát hiện ra được loại hàng cực phẩm như thế một tên khác nói chen lời Tiểu cô nương kia cũng không kém, khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là mê hoặc người, lại một tiếng nói khác phát ra, "Ồ, thân thể con bé này, lại giống như con bé mà người đã dụ dỗ được lần trước, mẹ kiếp, tiểu cô nương đó lại bị người giết chết, thật là xui xẻo." Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn về phía âm thanh đang phát ra, chỉ thấy hơn 10 tên đại hán to cao. Tiểu Y Tiên đối với việc này, mặt vẫn không đổi sắc, bàn tay mềm mại vẫn giữ chặt, khuôn mặt đầy phẫn nộ của Tử Nhiên, mắt lóe quang mang, nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chợt nhếch miệng cười quỷ dị nói, "Đi thôi, ngoài sự trông đợi của đám người xung quanh." hắn cũng không bước tới, đại chiến 300 hiệp với bọn đại hán kia như họ nghĩ, mà nghiêng đầu mỉm cười với tiểu y tiên, rồi kéo tay tự nhiên bước vào trong thành, hành động này của tiêu viêm, nhất thời làm cho xung quanh vang lên những âm thanh khinh thường, thật là một con thỏ đế nhát gan, hắc sắc vực, tôn trọng cường giả, hành vi đối với việc nữ nhân của mình bị người khác vũ nhục, mà lại xem như không có việc gì như thế, thật là trơ chẽn, mất hết mặt mũi. Nhưng khi bọn chúng vừa dứt lời, cũng là lúc thân thể của chúng chợt bị đông cứng lại, rồi trong nháy mắt, hơn 10 tên đại hán bỗng hóa thành cho tàn đang huyên náo ầm ĩ, đột nhiên tắt ngấm, không âm thanh tiếng động, mọi người đều trợn mắt há mồm, nhìn mặt đất bên kia trở trở nên trống rỗng, sau chẳng cảnh đó, ba người Tiêu Viêm đi đến đâu, thì đoàn người rằng giặc này lại giạt ra vài bước, Tiêu Viêm lập tức đi về hướng cửa thành, lúc ba người Tiêu Viêm đang dừng lại trước cửa tử môn, đột nhiên một tiếng cười già nua từ bên trong chuyển ra, ha ha, các vị bằng hữu, nơi này được thiết kế chuyên biệt cho cường giả đấu hoàng, nếu các vị chưa đạt đủ tiêu chuẩn, xin vui lòng chuyển sang đường khác, tiêu viêm lết lão già một cái, mỉm cười nói, với thực lực còn chưa đến ngũ tinh đấu vương của lão, làm thế nào biết được người đến có phải là cường giả đấu hoàng hay không, ánh mắt lão già chợt ngừng trệ, vừa muốn nói tiếp, thì lúc này một tên tùy tùng, chạy nhanh thân đến, ghé tai lão thấp giọng bẩm báo chuyện gì đó, sau đó, ánh mắt lão chợt đầy kinh hãi, lướt nhìn qua ba người tiêu viêm. Một lát sau, lão khách khí nói, không biết phương danh của tiên sinh là gì, là khách của thế lực nào, tiêu viêm thản nhiên trả lời, nhám kiêu, là người tự do, nghe được tiêu viêm báo ra danh tính, lão già áo vàng chợt cười, ha ha, nham kiêu tiên sinh, hẳn cũng là đến đây tham gia đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Thành. Tiêu viêm tùy ý gật đầu hỏi, chúng ta có thể vào được chưa? Lão già áo vàng vội vã gật đầu nói, tất nhiên là được. Sau đó, lão già lấy ra một cái lệnh bài VIP rồi, đưa cho tiêu viêm nói, ngài sẽ nhận được hỗ trợ đặc biệt từ chức lệnh bài này. Tuy rằng hơi ngại, nhưng tiêu viêm cũng thuận tay cầm lấy. Sau đó cùng với hai người tiểu y tiên chậm rãi đi vào, lúc gần vào trong, lão già đó chợt nói, đúng rồi, nham kiêu tiên sinh, lúc trước ngài giết mấy tên kia, tuy là loại cạn bã của xã hội, nhưng bọn chúng cũng là người của khuê lan phách nhân ngài cũng phải cẩn thận đó tiêu viêm chỉ thản nhiên nói đa tạ đã nhắc nhở nhìn bóng dáng ba người đã hoàn toàn biến mất lão già áo vàng nheo mắt phất tay gọi một tên tùy tùng đến thấp giọng nói trở về đem sự tình của mấy người này báo lại cho trưởng lão thực lực như vậy bọn người này tuyệt đối không phải là hạng cạn bão vô danh khi đám người tiêu viêm vô thành thì đã đi dạo một vòng dược phường để xem có thể mua được dược liệu cần thiết không cuối cùng ba người tiêu viêm dừng lại trước tiên dược phường với quy mô cực lớn lúc này thì xuất hiện một lão già người của dược phường lên tiếng Chào ba vị khách nhân, không biết ba vị cần mua dược liệu gì, Thiên Dược Phường của chúng ta dù sao cũng là dược phường hàng đầu tại Hắc Hoàng Thành, vì thế chắc chắn sẽ có những dược liệu ba vị đang cần. Tiêu Viêm nghe vậy, liền lấy ra một trang giấy, đó chính là dược phương và dược liệu chủ yếu để luyện ra Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Lão già đưa tay nhận trang giấy, chợt sững sốt khẽ hỏi, tiên sinh là luyện dược sư Tiêu Viêm liền hỏi lại là, không lẽ không phải luyện dược sư thì không thể mua dược liệu, lão già cười nói, tiên sinh chưa trách lão hổ thất lễ, lão cũng là một nhị phẩm luyện dược sư, cho nên khi đọc được những dược liệu này cũng có cảm giác hơi quen thuộc. Tiêu Viêm hỏi tiếp, rốt cuộc là các vị có những dược liệu này hay không? Lão già cười, dược phương này có tổng cộng 8 loại dược liệu, năm loại đầu tiên, thiên dược phường chúng ta đích xác là có, nhưng lại rất là chân quý, giá cả không dưới 200 vạn kim tệ, nhưng ba vị dược liệu sau, thiên nhiên linh tham, ma linh kê mộc, ngọc cốt quả, lại quá mức khó kiếm được. Nghe vậy Tiêu Viêm thở dài nói, vậy lão giúp ta lấy năm loại đầu tiên, mang đến đây rồi tính tiền, ba loại sau ta sẽ tìm ở dược phường khác. Lão già liền nở một nụ cười bí ẩn nói, tiên sinh, ngài có muốn mua ba dược liệu này hay không? Nghe vậy Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, lão có cách mua được sao? Lão già cười đáp, lão hổ chỉ nói, là dược liệu này chân quý khó tìm, chứ không hẳn là không thể tìm được, nhưng mà loại dược liệu quý hiếm như thế này, thông thường cũng không thể bán ra. Tiêu Viêm bình thản đáp, lão đã mở miệng đề nghị, chắc không phải chỉ muốn nói những lời này, lão già trả lời, tiên sinh thật là người sảng khoái, nếu vậy lão hổ xin nói thẳng, muốn mua được ba loại dược liệu này thì phải lên tầng 2 của Thiên Dược Phường, dược liệu ở nơi đó so với tầng 1 đều sang trọng hơn rất nhiều, nhưng muốn mua dược liệu ở nơi đó cũng không thể trả bằng kim tệ, mà phải dựa vào quy củ, phải luyện chế ra một loại đan dược có giá trị ngang với giá trị của dược liệu, lúc đó tiên sinh mới có thể lấy được dược liệu, nói cách khác, chỉ luyện dược sư mới có tư cách tiến lên tầng thứ hai này, thế nào, tiên sinh có hứng thú muốn lên lầu 2, thử qua một chút về độ quý hiếm của dược liệu ở trên tiêu viêm trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói đã như thế mời lão dẫn đường thấy tiêu viêm đáp ứng lão giả nói tiếp lão hủ cũng muốn để tiên sinh một chút những dược liệu ngài cần chỉ có thể đổi bằng tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm đan dược nếu ngài không thể luyện chế ra đan dược cấp bậc này cũng là phí công đi một chuyến tiêu viêm lúc này vẫn lạnh lùng nói dẫn đường đi lão giả liền khom lưng dẫn đường sau khi đưa tiêu viêm lên lầu lão già kia liền nói tiên sinh thỉnh ngài trước tiên cứ tùy ý đi nhìn xem ta đi tìm quản sự tiêu viêm khẽ gật đầu sau đó đến chỗ những quẩy thạch anh bất chợt này lên chút kinh ngạc thanh nha mộc huyết linh chấp bùi tỷ căn những thứ này đều là những dược liệu quý hiếm không ngờ đều được đặt cùng một chỗ ở đây tự nhiên lúc này đang gục sát trên quầy thạch anh bộ dáng cực kỳ thèm muốn thấy vậy tiêu viêm vội kéo tự nhiên lên nói tiểu cô nương những dược liệu mà muội được ăn so với ở đây cấp bậc đều không có thấp hơn cho nên đừng có làm mất thể diện của ta tự nhiên u ám đáp hư, dược liệu tìm được, phần lớn đều bị sao hỏa nhà huynh vơ vét hết, muội ăn được bao nhiêu, tiêu viêm liền nói, những dược liệu kia, tự nhiên nằm ở trong tay ta là bảo đảm nhất, muội cứ ăn sống như vậy, quả thực là lãng phí của trời. Ngay khi tiêu viêm cùng tử nhiên đang cãi nhau, thì một thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử vang lên, vị tiên sinh này là người muốn đổi dược liệu phải không? Nghe vậy, tiêu viêm xoa người lại, nhìn thấy nữ nhân vừa nói kia, và bạch phát lão giả đang cục mắt xuống tựa hồ như đang ngủ. Nữ nhân kia nói, ta thân là phường chủ của thiên dược phường, tiên sinh cứ gọi ta là diêu phường chủ được rồi không biết tiên sinh tên gọi là gì, tiêu viêm cười nhẹ đáp, ta là nham kiêu, diêu phường chủ, chắc hẳn người cũng biết, ta lên lầu 2 là có chuyện gì, không biết là ở đây, có ba vị dược tài mà ta cần hay không, diêu phường chủ nói, ba vị dược tài mà tiên sinh cần, ở lầu 2 của thiên dược phường ta, có thể coi như là những vật đứng đầu, tiên sinh hẳn là cũng biết quy củ của lầu 2 chứ, tiêu viêm gật đầu, không biết cần loại không được nào, mới có thể đổi lấy, diêu phường chủ cười đáp, không cần vội, chư vị luyện dược sư trong đại sảnh này đều là vì dược liệu quý hiếm trong thiên dược phường ta mà đến những dược liệu quý hiếm này không phải lúc nào cũng có thiên dược phường ta cũng phải qua một đoạn thời gian gian khổ tìm kiếm mới có thể lấy được mà sau mỗi lần tìm được dược liệu thì sẽ có không ít luyện dược sư tới đây đổi lấy hôm nay đúng là thời điểm thiên dược phường đang hoán đổi nham kiêu tiên sinh quả thật tới vừa éo tiêu viêm nghe vậy nhíu mày nói nói như vậy chẳng lẽ còn phải cùng những luyện dược sư khác tranh đoạt dược liệu diêu phương chủ đáp đây cũng là một loại đấu giá người trả giá cao thì được nhưng mà chúng ta nơi này thực sự không phải là muốn kim tệ mà là phải xem người đấu giá có thể luyện chế ra đan dược thỏa mãn chúng ta hay không đương nhiên nói như vậy trừ phi là song phương đều cần gấp loại dược liệu này bằng không vẫn sẽ phải có một người rút lui sau đó hướng về phía bạch phát lão giả bên cạnh nói diêm lão thời gian không sai biệt lắm bắt đầu lễ hội đổi đan đi bạch phát gật đầu bước tới đại sảnh gõ lên chuông đồng nói đem dược liệu lên như vậy, lễ hội đổi đan cũng liền bắt đầu, quy củ như cũ, trước chọn phẩm chất kém một chút, để cao phẩm cho lúc sau, đại hội vừa bắt đầu, nhất thời đại sảnh trở nên sôi nổi dị thường, đột nhiên một tiếng cười nói từ chỗ thăng lầu 2 truyền đến, Diêu phường chủ, lễ hội đổi đan này, như thế nào lại không chờ ta, chẳng lẽ là sợ ta trả không nổi sao? Một lát sau, một lão già xuất hiện. Diêu phường chủ thấy lão già kia đến, liền vội vàng xuống đài đón cười nói, hóa ra tỷ lão đại giá Quang Lâm, lần này, Hắc Hoàng Tông tổ chức đại hội đấu giá, còn tưởng tiền lão không rảnh mà tới đây chứ tề lão liền đáp diêu phường chủ sao lại nói vậy dược liệu của thiên dược phường không phải vật tầm thường ngay cả lão phu cũng không khỏi bận tâm hơn nữa đại hội đổi đan cũng không phải được tổ chức thường xuyên cho dù bận rộn lão phu cũng phải đến xem diêu phường chủ đáp đại hội đổi đan còn chưa chính thức bắt đầu tề lão xin mời ngồi đi nhìn thấy lão già ngồi vào ghế trên diêu phường chủ cũng nén một tiếng thở dài thầm mắng lão già này lần nào đến cũng ỉ vào bối cảnh của mình tại hắc hoàng thành làm cho người khác không dám cùng lão cạnh tranh đấu giá không biết lần này lại bị hắn lấy đi loại dược liệu gì nữa đây. Đại hội diễn ra một lúc, bọn Tiêu Viêm và lão già kia, mấy người nhìn trên bàn đá, năm cái hộp ngọc rất đẹp, Diêu Phượng chủ nói, đây là năm loại dược liệu, các vị nếu có hứng thú, thỉnh ra giá. Khi năm hộp ngọc mang lên, lão già lập tức động thân, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng, nhìn về những hộp ngọc, còn về phía Tiêu Viêm, hắn cũng đã nhận ra trong ba chiếc hộp ngọc này, chính là mục đích của hắn trong chuyến đi này, chính là ba loại dược liệu cuối cùng để luyện chế Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Tiêu Viêm hướng về phía Diêu Phượng chủ, bàn tay đem ba hộp ngọc đó kéo về phía mình nói, Diêu Phường chủ mời nói, nếu đổi ba gốc dược liệu này, cần thiết phải dùng loại đan dược nào? Diêu Phường chủ cười ngọt ngào, đang định đáp lại thì một bàn tay to lớn, không chút khách khí để xuống, một trong ba hộp ngọc nói, ngọc cốt quả, ta muốn. Diêu Phường chủ thấy vậy cười nói, Tề lão, vị tiên sinh này ra tay trước, như vậy có phải không có chút không hợp quy củ? Lão già có chút không vui nói, Diêu Phương chủ nói như vậy là không đúng, nơi này vốn là đấu giá, ai trả giá cao thì người đó được vật. sao lại phân biệt tới trước hay sau? nghe vậy diêu phường chủ chỉ đành gật đầu, thẩm mắng: người nếu quả thật ra giá cao, để đổi dược liệu thì đúng là không vấn đề gì. lão sao hỏa ngươi, kiểu gì chẳng nhờ một vài thủ đoạn thấp hèn. tề lão hướng đến tiêu viêm tỏ vẻ khách khí nói: vị bằng hữu này, lão phu là tề sơn, hiện đang luyện chế một loại đan, hiện giờ chính là cần ngọc cốt quả. vì vậy, mời bằng hữu có thể bỏ qua dùng không biết như thế nào. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi nói, "Xin lỗi, ngọc cốt quả này cũng chính là thứ mà ta đang cần, chính vì vậy, không thể buông bỏ được." Nghe vậy, khuôn mặt Tế Sơn trở nên cứng đờ, hiện tại, người trẻ tuổi, thật đúng là nghe con không sợ cọp. Tiêu Viêm không thèm quan tâm đến Tế Sơn, nhìn về phía Diêu Phường chủ hỏi, "Làm phiền phường chủ ra giá." Với gốc dược liệu này, phải cần loại đan dược nào mới có thể đổi được? Diêu Phương chủ trần chờ một chút, dùng một câu nhắc nhở Tiêu Viêm, "Vị tiên sinh này, ngươi thực sự muốn như vậy sao? Vì một ngọc cốt quả mà đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư, người của Hắc Hoàng Tông, thật sự không đáng, đối với ý tốt này, tiêu viêm mỉm cười từ chối nói. Ngọc cốt quả đối với ta vô cùng trọng yếu, hôm nay bất kể là ai, ta cũng không thể nhường, mời diêu phường chủ nói, đan dược có thể đổi lấy, diêu phường chủ, cùng bạch phát lão giả liếc nhìn nhau, rồi nói, nếu nham tiên sinh muốn đổi, thì phải xuất ra một mai ngũ phẩm đan dược, tiêu viêm trầm ngâm lẩm bẩm, ngũ phẩm đan dược sao, tề sơn thấy vậy cười. Hướng phía Diêu Phường chủ nói, không có bản lãnh, cũng học người khác đổi dược liệu, ta nhớ, đại hội đổi đan chính là đấu giá, nếu tiểu tử này không xuất ra được ngũ phẩm đan dược thì để lão phu đổi đi diêu phường chủ nhìn tiêu viêm rồi nói đại hội đổi đan đích thực là ai ra giá càng cao thì dược liệu tất nhiên thuộc về người đó tề sơn lấy ra một bình ngọc rồi nói đây là một mai cương quyết đan cũng là ngũ phẩm đan dược dùng vào có thể trong thời gian ngắn tốc độ tăng vọt nếu gặp người đuổi giết nhất định có thể bảo vệ tính mạng bạch phát lão giả liếc nhìn vào trong chiếc bình ngọc là một đan dược sáng màu khẽ gật đầu nói đích thực là ngũ phẩm đan dược cương quyết đan nhưng mà tỷ lệ không phải là thượng phẩm xem ra trong quá trình luyện chế người luyện chế có chút nóng này tề sơn cười nói diêu lão đầu ánh mắt trước sau vẫn rất sắc bén nhưng mà muốn tiến vào lục phẩm cấp bậc thì không thể chỉ dựa vào nhãn quang nếu đan dược đã kiểm nghiệm xong như vậy dược liệu này có phải hay không thuộc về ta ngay sau đó liền nhanh chóng với tay đem ba chiếc hộp ngọc kéo về nhưng bàn tay vừa vươn ra thì liền bị tiêu viêm ngăn lại nói vị lão tiên sinh này không khỏi quá nóng vội sao tại hạ vẫn còn chưa ra giá mà tề sơn thiếu kiên nhẫn nói tiểu tử phàm thấy việc tốt thì thu lại muốn sống tại hắc sắc vực tốt nhất nên thu liễm nếu không đối với ngươi cũng không có gì tốt đâu tiêu viêm mỉm cười đáp đa tạ đã nhắc nhở nhưng mà tại hạ cũng đã nói qua những dược liệu này hôm nay tuyệt đối không thể nhường cho ai dứt lời tiêu viêm lấy ra một bình ngọc đặt lên bàn nói đấu linh đan mũ phẩm đan dược về phần hiệu quả những người ở đây đều đã biết thấy tiêu viêm mang ra đấu linh đan diêu phường chủ cùng với diêm lão hay tề sơn đều run lên tề sơn tức giận nói không có khả năng tiểu tử này làm sao có thể lấy ra được đấu linh đan diêm lão túm lấy bình ngọc cẩn thận xem xét trong ánh mắt dần phát ra một chút kinh dị diêu phương chủ thấy vậy hỏi diêm lão thế nào đan dược có vấn đề sao diêm lão liền nói không có đây quả thật là đấu linh đan hơn nữa phẩm chất của mai đấu linh đan này rất cao chính lão phu nhiều năm như vậy mà cũng lần đầu chứng kiến tỷ lệ đan khí rất hoàn hảo lấy kinh nghiệm của lão phu thì mặc dù một số lục phẩm luyện dược sư, nếu không có hỏa diễm đặc thù tương trợ, thì tuyệt đối cũng không thể luyện chế ra được, loại đan dược có tỷ lệ cao như vậy. Tề Sơn nghe vậy không nhịn được quát lên, ta nói Diêm lão đầu à, mặc dù ngươi luyện chế đấu linh đan, tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng cũng không cần đề cao, mai đấu linh đan này quá chứ. Nghe vậy Diêm lão cười lạnh nói, có lẽ luận về luyện dược, ta kém hơn ngươi, nhưng so với nhãn lực nhận biết đan dược, thì lão phu ta quả thật không sợ ngươi. Bị nói như vậy, Tề Sơn có phần phẫn, nhưng cũng không làm gì được, đành phải kiềm chế. Cuộc trao đổi này, đối với thiên dược phường rất có lợi diêu phường chủ liền không quan tâm đến tề sơn hướng sang tiêu viêm hỏi vị tiên sinh này người thật sự định dùng đấu linh đan này để đổi lấy ba vị dược liệu đó tiêu viêm mỉm cười gật đầu nếu diêu phường chủ không có ý kiến như vậy ta liền tiếp thu ba vị dược tài này diêu phương chủ định gật đầu thì phía bên tề sơn vỗ mạnh một cái lên bàn nói đợi một chút bị tề sơn cắt lời diêu phường chủ quay sang tề sơn tức giận nói tề lão thiết thân tôn trọng ngươi là người có danh vọng lớn trong hắc hoàng thành xin đừng để thiên dược phường chúng ta đối với người dùng lạnh cấm tề sơn ánh mắt hung tợn nhìn về phía tiêu viêm nói không phải là đấu linh đan sao chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không thể có sao dứt lời tề sơn đau lòng lấy bình ngọc chứa đấu linh đan ra diêu phường chủ thấy vậy lòng trầm xuống diêm lão xem xét một lát nói xác thật cũng là đấu linh đan nhưng mà phẩm chất không thể so với mai đan dược của tiểu hữu này nghe vậy tề sơn tức giận nói nói hư nói vượn lão phu đường đường là một gã lục phẩm luyện dược sư luyện chế ra đan dược sao có thể kém hơn so với tiểu tử này diêm lão liền cầm đan dược lần lượt của tề sơn tiêu viêm mở ra hướng tới các luyện dược sư trong đại sảnh nói chư vị cũng đều là những luyện dược sư có thanh danh không nhỏ tại hắc hoàng thành một ít năng lực về nhận biết đan dược chắc là có đây là hai quả đấu linh đan chư vị thử nói ai hơn ai kém trong đại sảnh ánh mắt của các luyện dược sư chậm rãi quét lên hai viên đan dược cuối cùng sắc mặt đều hiện lên một chút cổ quái hai viên đan dược đó bất luận là tỷ lệ hay đan khí phát tán thì mai của tiêu viêm không thể nghi ngờ so với tề sơn thì hơn hẳn một bậc mặc dù vậy cũng không có người nào lên tiếng vì sợ là sẽ đắc tội với tề sơn tất cả mọi ánh mắt lúc này chỉ dừng lại bên tay phải của diêm lão nơi đặt đấu linh đan của tiêu viêm diêm lão chậm rãi thu hồi hai tay đem hai viên đan dược riêng rẽ đưa vào hai chiếc bình ngọc đem một chiếc đưa đến trước mặt tề sơn nhìn thấy vậy diêu phường chủ hướng về phía tiêu viêm nói nham tiên sinh ba vị dược tài này thuộc về ngươi tiêu viêm thở dài nhẹ nhõm nói đa tạ sau đó đem ba chiếc hộp ngọc trực tiếp định đưa chúng vào nạp giới hắn cảm giác được về phía sau một đạo kình phong hùng hồn đột nhiên đánh đến lập tức sắc mặt trầm xuống đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể phát ra khiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm về hướng tiêu viêm cả người đang được bao trùm trong đầu khí xanh biếc cảm thụ trình độ hùng hồn của đấu khí không ít người kinh hãi kêu lên đấu hoàng tề sơn thấy vẻ mặt sát khí của tiêu viêm liền nói không ngờ bằng hữu lại là một đấu hoàng cường giả lão phu thật là mắt mù vừa rồi cảm xúc bất ổn có chỗ đắc tội, mong thông cảm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tề Sơn, Tiêu Viêm lạnh lạnh nói, chớ nghĩ rằng ngươi là chủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông, thì tại hạ không dám hạ sát thủ, ngay lúc này, Tiểu Y Tiên và Tử Nhiên cũng tới bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn về phía Tề Sơn, chỉ cần Tiêu Viêm mở miệng, sẽ lập tức ra tay, đem lão ra đánh chết, lời nói của Tiêu Viêm, cũng làm cho khuôn mặt của Tế Sơn xuất hiện một trận run rẩy liền nói, hiện tại, người trẻ tuổi hỏa khí càng ngày càng lớn, hy vọng lần sau gặp lại, người vẫn có thể có được ngạo khí đó, sau đó Tề lão mang theo lửa giận liền rời đi. Các huyện dược sư thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Diêu Phượng chủ lúc này chậm rãi đến chỗ Tiêu Viêm thở dài nói: Nham Tiên Sinh, thật tốt là lúc trước ngươi không ra tay. Tề Sơn tuy rằng không phải là trí cao, nhưng tại Hắc Hoàng Thành có lực ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, dù sao hắn vẫn là chủ tịch huyện dược sư Hắc Hoàng Tông, nếu hắn xảy ra chuyện thì Hắc Hoàng Tông quyết không bỏ qua. Lão sao hỏa này cũng không phải là loại người có lòng dạ rộng rãi. Nếu ngươi tại Hắc Hoàng Thành không có chuyện gì trọng yếu thì nên nhanh chóng rời đi. Tiêu Viêm cười, đa tạ diêu phường chủ nhắc nhở sau đó đem dược liệu thu vào trong nạp giới rồi rời đi bất chợt tiêu viêm dừng lại quay lại hỏi diêu phường chủ tại hạ có một chuyện muốn hỏi không biết có thể nói hay không diêu phường chủ đáp nếu ta biết tất nhiên sẽ không giấu giếm không biết diêu phường chủ có nghe qua bồ đề hóa thể tiên không đến đây mình xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều